Chúng tôi là Hoàng Bách từ thành phố Huy Tinh. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý khán giả, ngày hôm nay vị khách mời của chúng tôi là anh Trần Văn Đông từ ở Canada. Chúng tôi xin nhân hạnh kính chào anh Trần Văn Đông. Dạ, tôi là Trần Văn Đông. Kính chào anh Hoàng Bách và cũng kính chào quý vị khán thính giả của Hoàng Bách Channel, YouTube cũng như là trên Facebook. Dạ. Dạ vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi cũng xin phép được giới thiệu về anh Trần Văn Đông. Anh Trần Văn Đông là tổng thư ký của Liên hội Người Việt tại Canada. Anh là một người sinh hoạt rất là tích cực đối với cộng đồng của chúng ta. Thưa anh Đông, qua những cái ngày vừa qua đó thì người ta nói nhiều về cái sinh COVID-19 ở Mỹ, ở các nơi, nhưng mà không có nghe chính thức một người đại diện của trong cộng đồng của chúng ta nói về COVID-19. Thì ngày hôm nay anh có thể cho quý khán giả khắp nơi được biết về là cái tình trạng COVID-19 đã xảy ra đối với cộng đồng người Việt của chúng ta nói riêng và đối với Canada cái mức độ nó như thế nào, thưa anh? Thứ nhất á, thì chào anh và bác, em nói sơ về cái vấn đề update tới ngày hôm nay của cái tình trạng COVID-19 ở tại toàn cầu, không riêng gì Canada. Nhưng mà với Canada thì hiện nay thì tới 66.326 cái trường hợp đã bị nhiễm, và cái số người chết thì đã tới 4.567, và cái số mà được phục hồi thì 29.948 cây là đã được phục hồi. Đó là vấn đề tình trạng của Canada hiện nay. Và cái vấn đề chính phủ, đối với chính phủ Canada thì họ rất là đối với cái sự bùng phát COVID-19 này thì họ vẫn xác nhận rằng cái COVID-19 này là một cái bệnh lạ, và cái nguồn xuất phát của nó là từ Vũ Hán, Trung Quốc. Đó là một thách thức đáng kể cho không những Canada mà cho toàn thế giới. Và chính phủ Canada thì đã tạo ra cái cơ sở hạ tầng để mà đối phó với các mối đe dọa mà về sức khỏe cộng đồng của những con virus gây ra, và cũng sẵn sàng để mà hợp tác với tất cả các chính quyền ở lãnh thổ cũng như chính quyền địa phương. Tại vì ở đây nó có chính quyền liên bang và chính quyền tỉnh bang và các lãnh thổ ở phía Bắc, thì và sẵn sàng phối hợp với quốc tế nhằm đem ra cái sự nhanh chóng để mà giảm thiểu cái sự tràn lan của virus Vũ Hán trong cái cộng đồng, để về mặt về sức khỏe, kinh tế và xã hội cũng như việc sinh hoạt ở cộng đồng. Thì cái phản ứng của Canada, thưa anh, là dựa lên cái kế hoạch mà hướng dẫn liên quan đến cái vấn đề là nó là đại dịch cho nên phải đưa ra những cái nguyên tắc và hướng dẫn nó cụ thể. Cái nhất là hợp tác với các chính phủ cũng như là các cộng đồng để mà có một cái phản ứng hiệu quả nhất mà có thể được. Rồi khi đưa ra những quyết định thì dựa trên những cái bằng chứng mà tốt nhất hiện có, thì từ cái chỗ đó thì cái tỷ lệ mà cho nó phù hợp với cái mức mà virus đang đe dọa trong cộng đồng. Về cái tính linh hoạt thì các hành động được thực hiện phải được điều chỉnh theo cái tình huống và những cái thông tin mà cập nhật được mỗi ngày. Cho nên anh từng thấy đó, TV hay là CBC News thì họ cũng vẫn đưa lên là y tế cũng như là thủ tướng thường nói chuyện với cộng đồng cũng như là cái break news đó. Yeah. Thì về cái tiếp cận về vấn đề mà phòng ngừa hay là hành động về ngừa thì cũng phải kịp thời và hợp lý đối với cái tỷ lệ thuận về cái mối đe dọa cũng như là cái thông báo về bằng chứng và vi phạm. Nói chung là nó rất là thực tiễn và nó có một hệ thống để và có một chiến lược cũng như cái quy trình mà thực hành tốt cũng như là thể hiện cái sự nhanh chóng được tăng cường và quản lý được cái đại dịch này. Cho nên nó cũng phải đưa ra về cái quyết định mà về đạo đức hay là về nguyên tắc đạo đức, về giá trị xã hội, mọi việc cần phải được rõ ràng và được tất cả đều được quyết định một cách nhanh chóng. Thì các cái nguyên tắc này thì cũng dựa trên những bài học rút ra từ các sự kiện trong quá khứ. Ví dụ như trong quá khứ là chúng ta đã thấy rằng cái hội chứng mà hô hấp cấp tính nặng là SARS đó, thì năm 2003
thì cái đó cũng dẫn đến cái luật pháp cũng như kế hoạch cũng như cơ sở hạ tầng và tài nguyên chuyên dùng để đảm bảo rằng quốc gia sẽ được chuẩn bị tốt để phát hiện và ứng phó với đại dịch bùng phát. Đó là một thí dụ mà cái vấn đề mà cái việc mà thành lập cái cơ quan y tế của cộng đồng Canada cũng vậy, cũng phải theo dõi và ứng phó với những cái dịch bệnh mà có thể gây nguy hiểm và gây nguy hiểm đến sức khỏe của người Canada. Đó là chính phủ đang lo về người công dân Canada. Và từ chỗ đó thì cái việc mà bổ nhiệm một cái giám đốc y tế cộng đồng nó cũng rất quan trọng cho đối với vấn đề mà y tế ở tại Canada, cũng như là một người cố vấn về chính phủ Canada và các bước mà họ sẽ thực hiện hay là họ bảo vệ sức khỏe của người công dân, của người dân Canada, hay là sự hợp tác chặt chẽ của các bộ y tế cũng như là từ các tỉnh bang, liên bang và vùng lãnh thổ. Thì những sự phát triển này á, là nhằm chuẩn bị phòng chống dịch cúm ở tại Canada. Đó thì mọi sự hướng dẫn đều lập lên một kế hoạch cũng trong ngành y tế và đối phó rất là tốt đẹp, và cũng là làm sao mà tất cả các ngành y tế phải control, phải bảo vệ đến người dân và phải cập nhật cho người dân biết và đưa ra cái sự hướng dẫn cũng như là sự sinh hoạt hàng ngày của người dân để cho tránh cái sự lan truyền con virus này ra trong cộng đồng. Dạ thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì xin anh có thể cho biết trên cái cộng đồng của Việt Nam mình có ai đã bị tử vong chưa? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai đó là ở bên Hoa Kỳ đó, thì đến ngày hôm nay thì trên 75.000 người đã tử vong, và cái số người lây nhiễm đó là lên trên gần tới 1.3 triệu, tức là một số rất là lớn. Thì thưa anh, bên Hoa Kỳ thì có bị cách ly, tức là bị giới hạn đi các nhà hàng, các cửa tiệm mà tụ tập đông người đó bị giới hạn. Thì cái tình trạng của Canada thì chính phủ có ban hành những cái điều này không thưa anh? Dạ thưa anh, cái kế hoạch mà để mà reopen á, nghĩa là mở cửa trở lại đó, thì Canada cũng đang áp dụng, và tùy theo các tỉnh bang họ áp dụng theo tùy theo cái tỉnh bang đó. Thí dụ như là ở đây á, thì em nói sơ về cái vấn đề của cái tỉnh bang em đang ở là Saskatchewan, thì nó đưa ra là 5 giai đoạn để mà mở cửa trở lại. Cái bắt đầu giai đoạn đầu á, là bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 là ngày thứ hai vừa rồi đó anh. Vâng. Thì cái giai đoạn đó á, là mở cửa lại những dịch vụ, thí dụ y tế hay là những vấn đề sinh hoạt ngoài trời có những rủi ro thấp, hay là bao gồm ví dụ như câu cá, hay là chơi golf, hay là có một ngày cố định về công viên đóng trại, thì nói chung là nó sẽ tối đa là 10 người thôi, không quá. Rồi vào ngày 4 tháng 5 đó, thì cái quyền truy cập của cộng đồng vào các dịch vụ y tế thì sẽ được khôi phục trở lại. Rồi cái quyền đi về truy cập về vấn đề nha khoa, đi đến nha khoa hay là đo mắt, đó về mắt, về vật lý trị liệu hay là về nhãn khoa, về phẫu thuật cắt bỏ hay là những trị liệu về nghề nghiệp, chỉnh hình, thì cái đó là sẽ được coi như là mở trở lại và được chỉ định bởi giám đốc y tế của địa phương. Rồi những cái giai đoạn 2 á, là cái giai đoạn mà từ ngày 19, nghĩa là sau 2 tuần, ngày 19 tháng 5 đó, thì cái giai đoạn 2 này á, thì bắt đầu là sẽ mở lại cho những cái doanh nghiệp mà bán lẻ hay là những dịch vụ cá nhân mà trước đây không được cho phép đó, thì bây giờ có thể là cho mở lại và hạn chế số người, cũng như là kích hoạt lại cái vấn đề tụ tập công cộng và tư nhân. Nhưng mà cũng giới hạn đến cái mức tối đa là 10 người thôi anh. Và một danh sách đầy đủ của doanh nghiệp bán lẻ hoặc là những cái cá nhân đó cũng được mở lại để người ta hoạt động. Đó là giai đoạn, còn giai đoạn thứ 3 thì cái ngày sẽ được xác định sau. Nhưng mà giai đoạn này thì có thể là tùy theo mà cái sự mà coi như là, nghĩa là không phát hiện ra cái sự lây lan hay là cái, thì họ sẽ từ cái đó họ sẽ nâng lên cái con số, nâng lên cái số người, hoặc là nhà hàng có thể là cho lên từ 10 người lên 15 người. Giai đoạn 4 thì cũng chờ cái
cái ngày sẽ xác định sau thì sẽ cũng sẽ được ví dụ như từ 15 người lên 30 người, đó là những cái mà sẽ chia ra từng giai đoạn hai tuần như vậy anh. Dạ vâng, thưa anh, thì qua cái Covid-19 đó, thì chúng ta thấy là cả toàn thế giới đó, họ mới bừng tỉnh, họ thấy rằng là nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như cả thế giới lệ thuộc rất nhiều vào trung cảm. Lệ thuộc cái gì? Thì xin thưa là lệ thuộc về thuốc Tây. Anh biết là các cái sản phẩm, các cái bào chế thuốc Tây đó hầu hết là ở bên trung cảm, và các cái thiết bị về y tế cũng ở trung cảm. Đó là điều bây giờ mình mới lấy làm lạ, là tại sao họ đặt là quá nhiều công ty Mỹ mà đặt ở trung cảm. Rồi bây giờ hầu hết các công ty mới thấy qua cái vấn đề này đó, thì trung cảm mới rất quá nguy hiểm. Bởi vì khi mà nó lệ thuộc như vậy đó thì mình tự lập không được. Và điều đó rõ ràng là qua cái Covid-19 thì ở Pháp hay là ở các nước Âu Châu và kể cả Mỹ bị lúng túng trong giai đoạn đầu về cái thiết bị y tế, và kể cả Canada. Thì dưới cái nhìn của anh là một cái người quan tâm tới cộng đồng, quan tâm tới vấn đề dân chủ nhân quyền Việt Nam, thì anh thấy rằng cái vấn đề này đó mình thường cũng nên báo động. Bởi vì báo động với thế giới, mặc dù trước đây là việc mình nói là cái vấn đề của người trung cảm đó là họ nham hiểm lắm, họ tính toán đường dài. Ví dụ như họ mở ra cái miệng Khổng Tử, rồi họ đầu tư cho các cái nước, ví dụ như đầu tư giúp cho các NGO hoặc là các cái tổ chức từ thiện. Ở bên Canada chắc cũng có, ở Úc thì anh thấy xả ra, rồi New Zealand. Họ đến nỗi là họ bỏ tiền ra để họ giúp cho một nhóm chính trị gia đi vào sinh hoạt trong đảng, rồi từ đó họ ảnh hưởng lên. Thì ở tình trạng này ở Canada anh nhận diện như thế nào thưa anh? Thưa anh Hoàng Bách và thưa quý vị, thì trước khi em đi vào cái câu hỏi cái tiếp như thế này á, thì em để em hoàn thành cái câu hỏi trước mà anh đã nói, tại vì liên quan đến cộng đồng người Việt ở tại Canada. Dạ vâng. Thì thưa anh Hoàng Bách cũng như là quý vị, thì có một người bác sĩ là người Việt, người Canada gốc Việt. Ông ta tên là Đào Huy Hào đó. Thì vào ngày 17 tháng 4 vừa rồi á, thì người bác sĩ này được chết và qua đời vì cái bệnh do virus corona chủng mới này gây ra, Covid-19. Thì bác sĩ Đào Huy Hào á, mới có 44 tuổi thôi mà đã từng làm việc cho ở tại các cơ quan y tế công, và ông là giáo sư của khoa y tế cộng đồng ở tại Đại học Sherbrooke, ở Quebec, Canada đó anh. Thì bác sĩ này cũng được coi như là cho được chủng là chết bởi vì con virus lạ chủng COVID-19 này. Đây là một người bác sĩ người Canada gốc Việt. Thì chúng ta cũng đau thương mà ở cộng đồng người Việt Montreal cũng đã lên tiếng, Liên Hội cũng đã lên tiếng về chia buồn cùng với gia đình, cũng như là gia đình của người bác sĩ này, cũng như là những đồng nghiệp của anh ta. Và đây là một ca tử vong mà trẻ nhất trong số 630 bệnh nhân qua đời về Covid-19 được ghi nhận ở tỉnh Quebec cho tới nay. Vâng, bây giờ thì tới câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai vừa nêu lên với anh đó. Em sẽ đi tiếp câu hỏi thứ hai. Thì câu hỏi thứ hai đúng như vậy. Trung Quốc ảnh hưởng rất nhiều về kinh tế, không những Mỹ, không những Canada mà còn thế giới. Cái thứ nhất á, thì theo anh cũng xác nhận đó là tất cả những dụng cụ về y tế đều làm tại Trung Quốc, và những cái khẩu trang nó cũng đã chuyển ra khắp nơi để mà yểm trợ hoặc là bán cho những nước khác. Nhưng mà thưa anh, chính Canada cũng mới trả lại 1 triệu cái khẩu trang cho Trung Quốc tại vì cái lỗi sản xuất. Thì đương nhiên khi mà chúng ta nhìn thấy rằng Mỹ là một nước có thể sản xuất bất cứ cái gì cũng được hết, nhưng mà tại sao lại đặt ở Trung Quốc? Tại vì cái giá thành mà giá làm, giá lao động ở Trung Quốc quá rẻ. Cho nên tất cả những doanh nghiệp á, thường thường nghĩ tới cái vấn đề lợi nhuận.
Cho nên khi lợi nhuận á, thì người ta mới muốn thuê những công nhân với giá rẻ, thì nó có lợi cho cái doanh nghiệp đó. Thì cái vấn đề đó thì rõ ràng chúng ta và cả thế giới này cũng đã nhìn thấy cái vấn đề đó. Thì thưa anh, sau cái đại dịch COVID-19 này, chúng ta nhìn thấy cái sự khủng hoảng, cái sự coi như khủng hoảng trong vấn đề ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc đó, nó quá nặng. Tại vì lúc trước kia thì hai bên cứ nghĩ là cường quốc, Mỹ cũng là cường quốc và Trung Quốc cũng là cường quốc. Thì chúng ta nhìn thấy á, về không gian, về khoa học á, thì Mỹ hơn Trung Quốc. Trung Quốc không có đánh lại Mỹ. Và cả về vấn đề tàu ngầm hay là trên biển, trên không, tất cả luôn á, về nói về quân sự đó, thì chúng ta nghĩ rằng cũng không thắng được. Chúng ta nghĩ Mỹ, Trung Quốc có thể thắng Mỹ về vấn đề kinh tế. Nhưng mà vừa rồi chúng ta cũng thấy cái vấn đề mà áp thuế trên hàng của Trung Quốc, thì cái đó một mặt đánh về cái vấn đề kinh tế của Trung Quốc. Nhưng cái điều mà xảy ra là chúng ta thấy rằng Trung Quốc muốn control thế giới này về vấn đề kinh tế. Còn vấn đề mà con virus mà gây ra, để nhiều cái tin đồn rằng coi như là xuất phát từ cái phòng thí nghiệm ở tại Vũ Hán về sinh học đó, và lây lan ra, và có thể là theo những cuốn sách mà viết trước kia của giáo sư người Mỹ đó, thì vẫn cho rằng chết bởi tay Trung Quốc đó. Chắc anh biết cái cuốn sách đó, thì cuốn sách đó cũng cho thấy rằng cái tiềm tàng mà có thể xảy ra trong tương lai là thế giới này sẽ chết bởi Trung Quốc. Thì từ những cái nguyên nhân đó mà người ta mới suy diễn ra. Thì thực tại chúng ta là những người chưa có bằng chứng, chưa nắm được. Nhưng em nghĩ rằng hiện tại bây giờ và thực tế hiện tại bây giờ, các thế giới đã lên tiếng rằng muốn làm rõ về con virus này ở đâu. Và cái sự mâu thuẫn nó chúng ta thấy rất rõ. Tại vì con virus này trong khi đang lây lan và xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, mà bây giờ đó là 40 ứng cử viên về vấn đề vaccine, Trung Quốc đang đứng hàng đầu trong cái cuộc chạy đua này. 40 ứng cử viên về vấn đề coi như là tạo vaccine đó, thì Trung Quốc đang đi xa hơn các nước khác về vấn đề tạo này. Thì chúng ta thấy coi như nó có sự mâu thuẫn trong đó. Anh tạo ra virus rồi bây giờ anh cũng là chạy đua với cái vấn đề tạo ra vaccine. Đó thì cái vấn đề căng thẳng giữa Mỹ, Trung, rồi các nước đang ngờ vực đối với Trung Quốc, ngờ vực về cái con virus này, họ đang nghi ngờ. Và trong tương lai cái sự di chuyển của người dân Trung Quốc á sẽ khó khăn. Tại vì cũng con virus này gây ra. Cho nên nếu mà chúng ta nói về hậu virus á, thì nó sẽ rất khó cho người Trung Quốc. Khi họ đi tới đâu á, ai cũng ngờ vực, ai cũng check họ từ đâu đến và như thế nào. Đó là nói người dân Trung Quốc thôi, chúng ta không nói về chính quyền Bắc Kinh, nhưng mà đây nói về người dân Trung Quốc. Đó thì chúng ta thấy sự hạn chế của nó. Và thế giới cũng lên tiếng nhắm thẳng về vấn đề Trung Quốc. Có những công ty đứng ra kiện thưa, và những cái tổ hợp cũng đừng lập ra để mà lấy tỉnh nguyện thư cho toàn cầu để mà ký, để mà chống đối Trung Quốc, để muốn thế giới rằng làm sáng tỏ cái vấn đề này, con virus này xuất phát từ đâu. Và họ muốn đặt để bắt Trung Quốc phải bồi thường. Và cái sự tệ hại trong tương lai là cái kinh tế cho toàn cầu. Cái tin kinh tế này rất là quan trọng. Không những Canada, không những Mỹ, mà châu Âu, Úc, châu. Chúng ta thấy cái nền kinh tế của thế giới đang bị khủng hoảng bởi con virus này. Thưa anh. Dạ vâng, anh vừa nêu lên cái vấn đề là trầm cảm đó. Thì họ, nhiều người đặt cái câu hỏi, họ nói bây giờ chưa có bằng cớ cụ thể là con virus này nó xuất phát từ cái phòng thí nghiệm, cơ quan tình báo, cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra đó
là tại sao có nhiều cái giới chức vị y tế khắp thế giới họ muốn tới tại Vũ Hán để họ điều tra qua thử là cái nguyên nhân nào để rồi từ đó tìm ra cái thuốc chữa, nhưng mà trong cảm khư khư không cho. Thì mặc dù là anh có lương thiện nhưng mà tại sao anh không cho? Cái câu hỏi là họ đặt ra là nếu vậy thì cái nạn nhân, những người anh là nạn nhân thì anh phải cho người khác tới tìm tòa để rồi qua là đưa ra một loại thuốc hoặc là những cái biện pháp để ứng phó, bởi vì toàn thế giới cần cái nhu cầu đó, tại sao anh không cho? Cái câu hỏi được đặt ra là anh có cái điều gì khuất tất ở trong đó, anh có điều gì mờ ám ở trong đó, tại sao anh không cho người ta tới, là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, anh không minh bạch để cho người ta thấy là con virus này nó rất là kinh khủng, nó không phân biệt người giàu người nghèo, nó không phân biệt người sinh viên người trẻ người lớn tuổi, tất cả là nó đều có thể tới hết. Nhưng mà tại sao Trung Cảm không cho báo động với thế giới biết là con virus này nó rất nguy hiểm để nhiều nước đề phòng? Đó là cái vấn đề mà nêu ra, phải không thưa anh? Dạ thưa anh Hoàng Bách, đúng như vậy. Thì đó là một cái nền tảng cho các cơ sở mà người ta đang ngờ vực Trung Quốc có một cái gì đó giấu giếm đối với thế giới bên ngoài. Cái thứ nhất á, là con virus này không phải mới xuất phát từ 2020, nhưng mà nó đã có từ 2019, mà giấu cho đến nỗi mà Lý Văn Lượng đã đưa ra, mà hình như cái bác sĩ Lý Văn Lượng đó, như em mới nghe đây á, thì có tin là có một dân biểu nào ở Mỹ muốn đặt tên đường trước cái tòa đại sứ của Trung Quốc ở Mỹ về cái tên đường là Lý Văn Lượng để vinh danh cái người anh hùng đã đưa con virus này ra ngoài ánh sáng. Mà con virus này thì đương nhiên chúng ta nhìn thấy tại sao mà Trung Quốc phải dối trá. Thì đặt câu hỏi có thể em nói chỉ đây có thể thôi, tại vì em cũng không có bằng chứng. Thì từ cái chỗ đó em suy diễn lại, có thể là cái chiến tranh sẽ xảy ra, nếu mà chiến tranh xảy ra thì cái chiến tranh này sẽ tất cả sẽ không phải là nguyên tử lượng hay là những cái gì xa vời, nhưng mà chiến tranh về sinh học. Nếu mà con virus này là nhân tạo thì em cũng mong muốn rằng các nhà khoa học của Mỹ cũng nhân tạo một con virus khác, nhưng mà con virus đó nó sẽ đánh con virus này, nghĩa là hai bên đều bấm nút hết, thay vì bấm nút nguyên tử thì bây giờ họ tung con virus ra, thì một con virus nào đó nó sẽ đi kiếm, nó chỉ đi tìm con virus Vũ Hán này nó đánh thôi, thì trở thành ra không có chiến tranh, không dùng con người nữa, chiến tranh không dùng con người và không dùng vũ khí để mà bắn giết nhau, nhưng mà cái chiến tranh này sẽ dùng cái con vi khuẩn không hình, không nhìn thấy được, mà những người điều khiển đó là những nhà khoa học gia, những nhà bác học, có thể là nghiên cứu ra những con virus đó để hai cái loại virus này đánh với nhau, mà con người coi như suy diệt con người. Anh nhìn thấy 10 năm chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ chết 58.000, nhưng mà anh thấy chỉ hơn một tháng cái con số này nó vượt qua khỏi cái binh sĩ của Mỹ mà chết ở tại Việt Nam trong vòng 10 năm. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thật sự thì thế giới bây giờ họ đang điều tra, bởi vì có nhiều nguyên nhân, họ không hẳn là điều tra con virus đó là từ ở phòng thí nghiệm, mà họ điều tra tại sao, nguyên nhân nào, mà cái sự khuất tất mờ ám nào mà Trung Cảm không cho thế giới tới. Bây giờ đến nỗi là giám đốc của công ty WHO, tức là giám đốc y tế quốc tế của thế giới đó, Liên Hiệp Quốc đó, thì ông đề nghị là bây giờ Trung Cảm phải cho các cái nhà chuyên khoa và chuyên môn của thế giới tới điều tra về con virus này. Đây là một lần đầu tiên nghe cái cử chỉ của ông giám đốc này, chứ hồi trước giờ đó ông có vẻ bao che Trung Cảm lắm. Mà tại sao bao che Trung Cảm? Thì Trung Cảm nó là rất là một người rất là lương lẹo, điếm đạt. Và đặc biệt đó là anh đồng nhớ đó, cứ người Á Châu khác với người Tây Phương. Người Tây Phương có sao họ nói vậy, hoặc là họ làm việc xong là họ nói. Nhưng mà người ở Đông Phương đó, đặc biệt là người Tàu, họ làm mà họ không bao giờ họ nói, hoặc bao giờ không bao giờ nói, thành những cái kế hoạch, cái tham vọng của họ, họ để bằng phía sau.
cũng như là khi người Mỹ đầu tư tới ở thấy một cái thị trường quá lớn trên 1 tỷ người, tức là 1.4 tỷ, nhân công thì rẻ, cho nên mà mình ham lời, cái doanh thu đó nó là lợi nhuận cao, cho nên nhưng mà cuối cùng nhờ con virus này nó khám phá ra, nó thấy là quá lệ thuộc, quá nguy hiểm. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại vấn đề khác. Thưa anh, thì bây giờ mình đi tới một tí Việt Nam, bởi vì khi mà thế giới đó lên tiếng báo động là cần phải đi tìm hiểu về con virus này, kể cả Úc họ cũng khư khư là họ phải đi, họ phải tìm con virus này, bởi vì cũng như là ở bên Âu Châu đến nỗi là Trung Cộng phải phải cảnh báo, nếu mà mấy ông đó mà làm quá đó là tôi sẽ làm khó khăn về kinh tế, tức là tôi sẽ không yểm trợ, không đầu tư, bởi vì các nước này kinh tế họ gặp khó khăn, cho nên họ cũng muốn có cái doanh nhân của Trung Cộng đầu tư ở đó. Cho nên đây là cái điều đặc biệt là để cho họ thấy là họ bừng tỉnh, họ thấy là Trung Cộng rất là nguy hiểm, mình cần. Nhưng mà bây giờ nói chung chung đó, ai cũng ghét Trung Cộng ấy, ai cũng không ưa. Mình phải nói rõ ràng, họ nói Trung Cộng, chúng tôi dùng Trung Cộng, nhưng mà chúng tôi không dùng nhân dân của người Trung Quốc, bởi vì chế độ đó mới là quan trọng, cái nhà cầm quyền mới quan trọng, còn nhân dân Trung Cộng thì mình không có chấp, anh biết không? Chống cái chế độ đó, cái nhà cầm quyền đó, cái tham vọng bá quyền của họ. Bây giờ thưa anh, thì cả thế giới đều biết như vậy, nhưng mà Việt Nam mình là một quốc gia ở sát nách, tạo hóa đã cho, thiên nhiên đã cho mình là một cái quốc gia có nhiều ưu đãi, ở gần bờ biển rất là dài, trên 2.000 cây số, nhưng mà khổ cái là một anh khổng lồ ở trước đó lúc nào cũng chật chờ, mà không những bây giờ, ngàn năm trước chúng ta đã bị đô hộ rồi. Thì với cái nhìn của anh thì bây giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cần phải sáng ra, nghĩ ra đây là cái giai đoạn mình nương theo đó để mình thay đổi, để mình thoát trung, thì đây là cái cơ hội để mà có thể dân chúng sẽ hỗ trợ ở trong nước, sẽ hỗ trợ cái nhà nước đó, nếu cái nhà nước đó biết quay về với tự do dân chủ. Bởi vì chỉ có cách đó đó là chúng ta thoát trung mới để gì vậy. Bởi vì tiền nhân của chúng ta đã chống ngoại xâm, mà lúc đó, đó đâu có vũ khí, đâu có máy bay, tàu bè, mà họ chống một cách rất là dữ dội, từ quan Trung, vua Quan Trung, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, anh thấy không, Lý Thường Kiệt là những người rất là anh hùng trong thời đó. Thì ngày hôm nay đó, chúng ta phải biết nương theo cái điều này. Thì đối với cái nhìn của anh là một người quan tâm tới Việt Nam, anh nghĩ sao? Dạ thưa anh, hiện giờ á, thì Việt Nam, nhà cầm quyền sản Việt Nam vẫn coi Trung Quốc là người anh em. Và nhưng thực sự Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Theo lịch sử Việt Nam thì chúng ta đã nhìn thấy 1.000 năm đô hộ dân tộc. Rõ ràng như vậy, Trung Quốc lúc nào cũng hăm he muốn nắm lấy Việt Nam trong một tay, không bằng cách này thì bằng cách khác. Thì cái tình hình giữa cái dịch bệnh mà đang lan tràn trên thế giới, các nước ai cũng lo về cái vấn đề dịch bệnh coronavirus này, thì anh nhìn quay về Biển Đông. Biển Đông đang dậy sóng. Một lần nữa, anh biết tàu đánh cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm, mà nó nói rằng coi như là tàu của Quảng Ngãi đâm vô tàu Trung Quốc, mà trong khi cái tàu Trung Quốc á, là tàu chiến, cái tàu lớn, mà cái tàu đánh cá Quảng Ngãi thì nó rất mỏng manh, tàu gỗ, đâm chìm tàu. Đó là một hành động cho thấy rằng không có tôn trọng cái quyền mà của Liên Hợp Quốc đưa ra về vấn đề đánh bắt cá trên vùng biển của Việt Nam. Và hơn nữa, mới đây nó tuyên bố rằng coi như là tất cả các quân đội của Việt Nam phải rút ra khỏi các cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy rằng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn lên tiếng phản đối về cái vấn đề của Trung Quốc, về cái lệnh cấm đánh bắt cũng như là cấm đóng quân ở của Trung Quốc trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như đánh bắt ở vùng biển, thì Trung Quốc lại đem cái công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng ra nói rằng đây là bằng chứng mà Việt Nam đã công nhận cái chủ quyền của Trung Quốc trên
quần Sa, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì chúng ta nhìn thấy như thế này, vừa rồi khi mà đặt báo ở Việt Nam á, chúng ta biết được là có một lệnh cấm về xuất khẩu gạo, nhưng nếp và gạo xuất đi đâu, phần lớn đều xuất qua Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng mua hết tất cả các cái nông phẩm này của Việt Nam. Những đàn xe tải đó chở qua chờ ở biên giới để mà xuất quạch cho Trung Quốc. Thì chúng ta thấy Trung Quốc một mặt lo về con virus, nhưng mà cái mình không ngờ là đến mãi bây giờ cái số người chết về virus và số người nhiễm bệnh về virus tại Trung Quốc không gia tăng. Nếu có đi nữa thì rất là ít. Canada lại đứng, bây giờ lại đứng kế Trung Quốc, đứng dưới Trung Quốc một tí thôi thì cũng gần bằng rồi. Mà coi như là cái số người nhiễm đó, thì chúng ta nhìn lại, chúng ta không biết bằng cách gì mà Trung Quốc lại control được cái con virus này. Rồi, về vấn đề đối với Việt Nam thì đây là một cơ hội cho người Việt. Người Việt khắp nơi trên thế giới cũng đang tận dụng cái cơ hội này mà kêu gọi thí ký thỉnh nguyện thư để buộc Trung Quốc, đưa Trung Quốc ra ánh sáng, nghĩa là phải nhờ Liên Hợp Quốc để điều tra về vấn đề cái nguồn gốc của con virus corona Vũ Hán này. Và nếu mà người dân trong nước cũng cùng một lòng thì kết nối với người Việt hải ngoại, chúng ta làm sao để có một tiếng nói chung và mong rằng đánh bại, thoát được thằng Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc đã là một kẻ có âm mưu về vấn đề kinh tế cũng vậy. Chính Tổng thống Trump, chính những nhà ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã xác nhận về vấn đề nó lươn lẹo, dối trá về cả kinh tế cũng như về chính trị. Thì mong rằng chúng ta những người Việt hải ngoại hãy đồng lòng với nhau và làm sao đưa đất nước thoát Trung được. Và đây cũng là một cơ hội mà chúng ta cần phải lên tiếng. Thì chúng ta nói không thì có nhiều lúc cũng không đúng. Chúng ta phải đặt bút xuống ký, mà ký đó là những cái thỉnh nguyện thư online, là chúng ta ký online để coi thử tất cả người Việt bây giờ rải khắp nơi ở tất cả các nước châu Âu, Úc Châu, Mỹ, Canada, thì chúng ta đồng loạt với nhau hưởng ứng về vấn đề cái vấn đề ký thỉnh nguyện thư. Đó là chúng ta không có phải cần phải có một lực lượng quân đội hay là một lực lượng chiến binh để mà về đánh với Trung Quốc, nhưng mà chúng ta phải lợi dụng cái thời cơ. Dạ vâng, chúng tôi cũng nhận được có một cái văn thư qua email, thì chúng tôi thấy là ở nhóm của những người người Mỹ, mà tiếng nói của người Mỹ gốc Việt với một số các tổ chức hậu đoàn ở bên nhà vùng Washington đó, có ký là yêu cầu Việt Nam kiện Trung Cộng ra tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc về luật biển đó, tức là cái vấn đề Biển Đông đó, bởi vì họ dè dặt cho tới ngày hôm nay. Và thưa anh, thì anh biết là cái ngày hôm qua thì Tổng thống Trump cũng gọi ông Nguyễn Xuân Phúc để nói chuyện. Thứ nhất là họ đánh dấu 25 năm bàn giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là cái dấu. Thứ hai là Việt Nam năm nay đó là chủ tịch của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEA. Rất tiếc là năm nay Việt Nam hy vọng là sẽ làm một cái điều gì đó đối với Đông Nam Á, thúc đẩy để mà giữ cái vấn đề CDC, COC đó đưa ra. Nhưng mà cuối cùng là vì cái Covid này cho nên nó phá hủy tất cả. Rồi cũng có ông Pompeo, tức là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, cũng gọi ông Phạm Bình Minh. Đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy là bên cạnh đó, thì thế giới báo động là Trung Cộng là một cái kẻ thù rất là lợi hại đối với cả thế giới chứ không phải đối với Việt Nam. Cái thứ hai là Mỹ cũng luôn luôn giữ và khăng là Việt Nam chống virus cũng giỏi, cho nên đó là những cái mối ngoại giao.
để họ nói như vậy để có cơ hội hai bên thương thảo với nhau, và hy vọng là Việt Nam sẽ đi những cái bước đi xa hơn, đi với Mỹ trở thành một cái đối tác về chiến lược hay là cái đối tác về quân sự mình chưa biết, nhưng mà muốn đương đầu với Trung Cộng là phải đi với một cái thế của các cái cường quốc, đặc biệt là các nước Tây phương. Thưa anh, đó là những cái điểm mà chúng ta thấy được Việt Nam cần phải ý thức, cần phải bừng tỉnh dậy, cần thức tỉnh lại, phải ngộ ra rằng là đi với Trung Cộng rất là nguy hiểm và cả thế giới đã báo động. Cho nên trong tương lai tới đó, chúng ta thấy là Trung Cộng sẽ gặp khó khăn không những là về chính trị không, mà về mặt kinh tế, nhiều yếu tố khác. Cho nên Việt Nam phải biết lợi dụng và khai thác. Thưa anh, bây giờ thì còn một phút còn lại, mời anh. Dạ thưa anh Hoàng Bách cũng như là quý vị khán thính giả của Hoàng Bách Channel, thì em đồng ý với anh Hoàng Bách là đúng như vậy. Tại vì đây là cái thời điểm mà đương nhiên khi 25 năm nối kết với nhau thì cả về như anh vừa nói đó, nghĩa là Mỹ muốn có sự gắn bó với Việt Nam để mà đánh bại Trung Quốc, thì Việt Nam cũng phải nhìn lại, muốn thoát Trung thì phải bắt tay với các nước lớn. Cái thằng Trung Quốc là thằng nước lớn đối với Việt Nam mà lúc nào cũng hăm he muốn nắm Việt Nam trong vòng tay, nó coi thường Việt Nam. Cho nên chúng ta cần phải biết cách mà ứng phó trong lúc này. Thì cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng ta không còn thời gian nữa, thì em cũng cảm ơn anh Hoàng Bách đã cho em có cơ hội để thưa chuyện cùng anh trong khi cái thời điểm mà dịch coronavirus đang lan ra trên toàn cầu và vấn đề muốn khôi phục lại vấn đề kinh tế của thế giới nữa. Cái đó là hậu virus, hậu dịch. Thì em hy vọng rằng trong thời gian tới thì cũng có cơ hội để mà gặp lại anh cũng như là gặp lại khán thính giả của Hoàng Bách Channel. Cảm ơn. Thành thật cảm ơn anh Trần Văn Đông và chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây, và cũng hy vọng là trong tương lai anh Trần Văn Đông sẽ gửi những cái bản tin, những cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Canada cũng như gửi cái góc nhìn của anh về vấn đề tình hình của Việt Nam. Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Đông. Và xin quý vị nếu muốn nhận được chương trình thường xuyên thì xin quý vị bấm vào subscribe. Xin chào anh Đông và xin chào quý khán thính giả. Dạ, xin chào anh Hoàng Bách và chào.